lại nương vào sự tịnh lự câu hữu tâm từ hành tướng rộng lớn không lường không hai không oán không hại không hận không não tràn khắp khéo tu thắng giải bao trùm khắp mười phương tận hư không khắp pháp giới đều an trụ hoàn toàn với từ tâm thắng giải lại khởi lên tâm bi hỷ xả với hành tướng thắng giải mỗi mỗi cũng như vậy, đương vào sự thực hành này vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tượng, không suy nghĩ các loại tưởng nhập vô biên không không vô biên xứ an trụ đầy đủ rộng nói cho đến vượt qua tất cả vô sở hữu xứ nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ an trụ đầy đủ đại bồ tát ấy giữ gìn tịnh lự vô lượng vô sắc này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề xá lợi từ đó là đại bồ tát vì lợi lạc tất cả hữu tình nên hướng đến đại thừa lại nữa, xá lợi tử, vì lợi lạc tất cả hữu tình, các đại Bồ Tát tự an trụ tịnh lự vô lượng vô sắc như vậy. Trước đối với các hành tướng trạng thái, nhập trụ xuất, khéo phân biệt, biết được tự tại rồi, nghĩ như vậy, Nay ta nên tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu. Vì đoạn trừ các phiền não của hữu tình, nên nói các tịnh lự vô lượng vô sắc, phân biệt khai thị khiến chúng hiểu rõ các định ái vị, lỗi lầm xuất ly và các hành trạng tướng của nhập trụ xuất, dùng vô sở đắc làm phương tiện giữ gìn thiện căn này cùng các hữu tình, bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà xá lợi tử đây là đại bồ tát y chỉ vào tịnh lự ba la mật đa tu hành bố thí ba la mật đa về lợi lạc tất cả hữu tình nên hướng đến đại thừa Đại Bồ Tát ấy tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi nói về các tịnh lự vô lượng vô sắc lấy đại bi làm đầu, không bị tâm thanh văn độc giác vân vân xen tạp vào, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề xá lợi tử đại bồ tát đó y chỉ tịnh lự ba la mật đa tu hành tịnh giới ba la mật đa vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa đại Đại bồ Tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi nói về các tịnh lượng vô lượng vô sắc, lấy đại bi làm đầu. Đối với Pháp như thế, tiên nhẫn ưa thích, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình, bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà xả lợi tử đại bồ tát ấy y chỉ tịnh lự ba la mật đa tu hành an nhẫn ba la mật đa vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa đại bồ tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi tu các tịnh lự vô lượng vô sắc lấy đại bi làm đầu đối với thiện căn siêng tu không nghỉ giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề xá lợi tử đại bồ tát ấy y chỉ tịnh lự ba la mật đa để tu hành tinh tấn ba la mật đa vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu nương vào các tịnh lự vô lượng vô sắc hướng đến các định thù thắng như đẳng trí đẳng trì giải thoát thắng xứ biến xứ vân vân đối với nhập trụ xuất đều được tự tại không rơi vào thanh văn và độc giác vân vân giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ Đà xá lợi tử đại bồ tát ấy y chỉ tịnh lự ba la mật đa để tu hành tịnh lự ba la mật đa vì lợi lạc tất cả hữu tình nên hướng đến đại thừa Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi tu các tịnh lượng vô lượng vô sắc lấy đại bi làm đầu, đối với các tịnh lượng vô lượng vô sắc và chi của tịnh lượng dùng hành tướng vô thường, khổ vô ngã và hành tướng không vô tướng vô nguyện, như thật quán sát nhưng không xả bỏ đại bi, không rơi vào thanh văn và độc giác giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề xá lợi tử đại bồ tát ấy y chỉ tịnh lự ba la mật đa để tu hành bát nhã ba la mật đa vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa lại nữa xá lợi từ nếu đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi tu từ định lấy đại bi làm đầu nghĩ như vậy ta phải cứu giúp tất cả hữu tình khiến họ được an vui khi tu bi định nghĩ như vậy ta phải cứu vớt tất cả hữu tình làm cho họ xa lìa khổ khi tu hỷ định bồ tát nghĩ như vậy ta phải khuyến khích tất cả hữu tình đều được giải thoát khi tu xả định, Bồ Tát nghĩ như vậy, ta phải bình đẳng làm lợi ích tất cả hữu tình khiến họ hết phiền não, dùng vô sở đắc làm phương tiện, giữ gìn thiện căn này, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà xá lợi tử đại bồ tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành bố thí ba la mật đa vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa đại bồ tát nào tăng ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi nhập trụ xuất tứ vô lượng lấy đại bi làm đầu quyết không cầu quả thanh văn vân vân chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề muốn làm lợi lạc tất cả hữu tình cho đến đòi vị lai xá lợi tử đại bồ tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành tịnh giới ba la mật đa vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi nhập trụ xuất tứ vô lượng lấy đại bi làm đầu không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác chỉ tiên nhẫn ưa thích quả vị vô thượng chánh đằng bồ đề giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đằng bồ đề xá lợi tử đại bồ tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành an nhẫn ba la mật đa vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, khi nhập trụ xuất tứ vô lượng, lấy đại bi làm đầu, siêng đoạn trừ các ác, siêng tu các thiện, cầu quả bồ đề không hề tạm nghỉ, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cùng các hữu tình, bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành tinh tấn ba la mật đa, vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi nhập trụ xuất tứ vô lượng, lấy Đại Bi làm đầu hướng đến các loại đẳng trì, đẳng trí trong các định này được Đại Tự Tại, không bị định ấy dẫn dắt, cũng không lệ thuộc thế lực đó mà thọ sanh, giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề xá lợi tử đại bồ tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành tịnh lữ ba la mật đa vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí khi nhập trụ xuất tứ vô lượng lấy đại bi làm đầu dùng hành tướng vô thường khổ vô ngã và hành tướng không vô tướng vô nguyện như thật quán sát không để bỏ đại bi không rơi vào thanh văn và bậc độc giác vân vân giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề xá lợi từ đại bồ tát ấy y chỉ vô lượng để tu hành bát nhã ba la mật đa vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa xá lợi tử các đại bồ tát nương vào các phương tiện thiện xảo như vậy tu tập sáu pháp ba la mật đa vì lợi lạc khắp các hữu tình nên hướng đến đại thừa xá lợi tử